hãy dừng lại vài phút để nghe video này, chắc chắn sẽ giúp ích cho cuộc đời bạn. Nếu bạn đã từng nghe xong một video, đọc một bài viết, thấy trong lòng tràn đầy hứng khởi, muốn bắt tay hành động ngay, nhưng làm được nửa chừng thì động lực rơi rụng dần và kết quả chẳng đâu vào đâu. Rất muốn thay đổi bản thân nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đều rất mơ hồ, không có định hướng rõ ràng. Kết quả bạn vẫn mãi là phiên bản tồi tệ nhất. Cũng muốn trở thành một người thông tuệ, giỏi chuyên môn, am hiểu sự đời, nhưng không dứt được mấy cái post trên Facebook, mấy tập phim hot chưa xem xong, Instagram, TikTok, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu trend còn chưa kịp đú. Nhìn thấy bạn bè xung quanh có công việc ngon lành, tháng kiếm cả mấy nghìn đô, tiêu pha thoải mái, sống rất sang chảnh. Thấy trong lòng có chút đố kỵ, nhưng nghĩ họ may mắn gặp thời nên mọi sự đều thuận lợi. Thôi thì trời cho ai lọc người đó hưởng, số mình đen thì phải chịu. Mong được sếp trọng dụng, nhưng làm cả đến mấy năm trời vẫn chỉ là một nhân viên quèn, thậm chí còn là cấp dưới của đứa nhãi mới ra trường vài năm. Muốn có tiền, có địa vị để lo cho bản thân, cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ. Phần nữa cũng là để có cái mà tự hào với anh em bạn bè, chòm xóm xung quanh. Sau tất cả, bạn vẫn là chính mình của ngày mới ra trường. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt, chính là tuổi tác ngày càng nhiều. Bạn có thấy mình trong những trường hợp trên không? Bạn biết vì sao mình vẫn mãi mãi thất bại không? Vì bạn lười, bạn luôn sợ hãi, sợ sai, bạn lo lắng, suy nghĩ đắn đo quá nhiều, bạn mang tâm đố kỵ, sân si. Vậy, làm thế nào để biến bản thân trở thành phiên bản tốt nhất? Nghĩ thì phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản. Chỉ cần bạn nghiêm túc thực hiện theo những điều sau. 1. Xác định mục tiêu rõ ràng, nhớ chia nhỏ theo mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài. Ví dụ, bạn muốn trở thành người thế nào trong 3 đến 5 năm tới? Bạn muốn thu nhập của mình là bao nhiêu một tháng? Hãy vạch rõ mục tiêu. 2. Phân tích bản thân, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội phát triển. 3. Xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành các mục tiêu dựa trên kết quả phân tích bản thân, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội. 4. Sống lành mạnh, đọc sách, chơi thể thao. 5. Không sợ hãi, không lo lắng, hãy tập trung tất cả vào mục tiêu đã đặt ra. 6. Học hỏi, học hỏi, học hỏi. 7. Nhạy bén, dám thay đổi, dám thử thách. 8. Hãy tự tin. 9. Kiên trì, kiên trì và kiên trì. 10. Đặt mục tiêu vừa tầm, không nên đặt mục tiêu quá cao, vì mục tiêu cao khi không thực hiện được sẽ rất dễ chán nản, bỏ cuộc. 11. Không so sánh bản thân với người khác, hãy so sánh với chính bản thân của ngày hôm qua. 12. Không để tâm tới những lời khích bác, vì nó sẽ thiêu trụi giấc mơ của bạn. 13. Hãy tin chính mình. 14. Và điều quan trọng nhất, hãy kỷ luật. Hãy là con người kỷ luật, vì chỉ khi bạn thực sự nghiêm khắc với chính mình thì mới có thể đi tới cùng. Ngay khi bạn bỏ thời gian đọc đến những dòng này, bạn đã có 50% cơ hội để đạt được điều bạn mong muốn. Trên đời có một thứ công bằng với tất cả mọi người, đó chính là thời gian. Người thành công chính là người biết cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Nào, bạn trẻ, đừng phung phí thời gian vàng ngọc vào mạng xã hội, game hay những cuộc tụ tập ăn uống vô bổ nữa. Bạn chỉ có một đời để sống, hãy sống thật huy hoàng. Đừng lụi tàn trong núi tiếc chỉ vì một chữ lười. Chúc các bạn sớm đạt được ước mơ. Luôn ghi nhớ. 1. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi, cho dù là tình bạn hay tình yêu. 2. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ, bởi vì một lý do đơn giản, họ không thuộc về tương lai chúng ta.
3. Tôi không sợ bị ai đó đâm lén từ phía sau. Tôi chỉ sợ khi quay lại nhìn người đã đâm mình, thì đó lại chính là người mà tôi đã dành cả trái tim để đối đãi. 4. Nếu ai đó ghét bạn, mắng chửi bạn, bạn cứ bình tĩnh, nghe và mỉm cười với họ. Đó mới là cao nhân. 5. Thời gian là câu trả lời đúng đắn nhất cho một tình yêu. 6. Càng trưởng thành, con người càng lười giải thích. Có khi ai đó hiểu lầm, ta thậm chí muốn để cho họ tự tìm ra câu trả lời theo thời gian. Ta chỉ cần những người ta thương là đủ, còn lại tùy. Cuộc sống là để sống, không phải để giải thích. 7. Trong quá khứ, có rất nhiều mối quan hệ từng được coi là mãi mãi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải kết thúc. 8. Bạn bè đến rồi đi, người yêu cũng đến rồi đi. Chỉ có những kẻ soi mói và nói xấu bạn là ở lại và ngày một nhiều hơn mà thôi. 9. Trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp một người, người ấy phá vỡ những nguyên tắc, thay đổi thói quen trở thành ngoại lệ của bạn. 10. Khi bạn phải lòng ai đó, não bộ tự động bỏ qua tất cả nhược điểm, khiến chúng ta nghĩ rằng người đó hoàn hảo. 11. Đa số các mối quan hệ kết thúc vì một người suy nghĩ quá nhiều, người còn lại im lặng không muốn giải thích. Im lặng để chia tay, nghe nhẹ nhàng nhưng thật ra lại đau đớn. 12. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả. Hoặc là một người tri kỷ thật sự, hoặc là một bài học cay đắng để đời đến già. 13. Bạn bè tốt là khi thấy ngã thì đỡ, chứ không phải đợi lúc mình tắt thở rồi mới thắp nhang. Hãy làm ngay những điều này khi cha mẹ vẫn còn. 1. Nhớ chúc mừng cha mẹ khi đến ngày sinh nhật của họ. 2. Hãy thường xuyên thăm hỏi cha mẹ hơn một chút. 3. Nếu có điều kiện, hãy đưa cha mẹ đi thăm khám sức khỏe. 4. Chụp ảnh cho cha mẹ nhiều hơn. 5. Đừng bực bội khi thấy cha mẹ dài dòng. 6. Có điều kiện, hãy đưa cha mẹ đi chơi đây đó. 7. Hãy tâm sự với cha mẹ thường xuyên hơn. 8. Khi cha mẹ già rồi, hãy nhớ làm đồ ăn mềm hơn nhé. 9. Giữ ấm cho cha mẹ khi trời rét. 10. Nếu có điều kiện, bạn hãy học một chút kiến thức về dưỡng sinh rồi hướng dẫn cha mẹ. 11. Hãy đưa người mà bạn thương yêu về nhà nhiều hơn. 12. Hãy rửa chân hay gội đầu, cắt móng tay, đấm lưng cho cha mẹ ít nhất một lần trong một năm. 13. Cần nhớ cha mẹ thích ăn nhất món gì. 14. Cố gắng đảm bảo cơ bản nhất vấn đề ăn, ở, mặc cho cha mẹ. 15. Có điều kiện, hãy ghi âm lại những câu chuyện mà cha mẹ kể. 16. Một lòng chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ bị ốm, đừng biện lý do nào để thoái thác. 17. Có thể chia sẻ quyết định quan trọng của mình cho cha mẹ. 18. Hãy nghe cha mẹ trút bỏ bực tức, cởi bỏ khúc mắc cho cha mẹ. 19. Đừng để cha mẹ phải chứng kiến sắc mặt khó coi của mình. 20. Nếu đã lập gia đình, hãy đối xử tốt với nhau, bởi vì cha mẹ rất đau lòng khi con cái bất hòa. 21. Vợ chồng không nên cãi nhau trước mặt cha mẹ. 22. Hãy ủng hộ sở thích của cha mẹ, tôn trọng lựa chọn của cha mẹ. 23. Nếu phù hợp, hãy giúp cha mẹ hoàn thành ước mơ khi còn trẻ. 24. Hãy cùng cha mẹ đi dạo bộ hoặc rèn luyện thể dục. 25. Nếu có điều kiện, thi thoảng, hãy đưa cha mẹ đi xem phim hay cho cha mẹ thể nghiệm một lần công nghệ mới. 26. Dù bạn đã lớn lắm rồi,
hãy vẫn để cha mẹ có cơ hội để yêu thương bạn như ngày thơ bé.